Xin chào tất cả các em, xin chào mừng các em quay trở lại với khóa lý thuyết và bài tập chuyên sâu tiếng Anh lớp 11 theo chương trình mới. Và trong bài ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng đi chữa phần đề thi online, phần ngữ pháp của unit số 6. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với những câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 10. Và yêu cầu của đề bài là gì nhỉ? Rewrite the sentences using perfect participles. Hãy viết lại câu và sử dụng phân từ hoàn thành. Các em còn nhớ không phân từ hoàn thành? Thì có công thức là có công thức là having và sau đó cộng với verb phần từ 2 để nói về có hai cái nội dung, đó là để nói về một việc mà đã xảy ra trước, và thứ hai đó là nêu lên lý do trong mệnh đề chỉ nguyên nhân, phải không nào? Bây giờ câu hỏi số 1 như sau: After the student had learned about the benefits of recycling and reusing, they started collecting waste paper, bottles and cans to recycle and reuse. Ở đây, loại mệnh đề phụ là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Trạng ngữ chỉ thời gian. Đấy nhỉ? Như vậy thì mình có thể sử dụng phân từ hoàn thành để nêu lên một việc mà đã xảy ra trước. Xảy ra trước ở đây đó là cái việc học sinh đã học về những cái tác dụng của việc tái chế và tái sử dụng. Nên là họ, đúng không? Nên là các bạn học sinh đã bắt đầu thu thập những cái waste paper, giấy loại này, bottles, chai và những cái can để tái chế và để tái sử dụng. Như vậy, cô trò mình sẽ thu cái động từ xảy ra trước là động từ learn này về phân từ hoàn thành. Nên cô trò mình nhận được câu: Having learned about the benefits of recycling and reusing. Sau đó thì từ đây mà các em để nguyên thì sẽ không biết đây là ai, nên mình thay bằng students started collecting waste paper, bottles and cans to recycle and reuse. Được học, đúng không? Đã học về những tác dụng của việc tái chế và tái sử dụng. Các bạn học sinh bắt đầu thu thập giấy loại, chai và những cái can để tái chế và tái sử dụng. Câu hỏi số 2: Since Mai had refused Nam's offer of a lift in his car, she had to walk home. Ở đây, từ since nó bằng với từ because, bởi vì, nêu lên lý do. Vì vậy, chúng ta có thể dùng phân từ hoàn thành để nêu lên lý do. Và nếu mà các em để she ở đây thì sẽ không biết she là ai. Bởi vì là khi mà rút về phân từ hoàn thành thì không còn my ở đây nữa. Nên chúng ta sẽ thay she bằng my. Vì vậy, cô trò mình nhận được câu: Having refused Nam's offer of a lift in his car, my had to walk home. Đã từ chối lời đề nghị của Nam cho đi nhờ xe ô tô của anh ấy, Mai phải đi bộ về nhà. Vì đã từ chối, đúng không? Đưa ra cái lý do. Câu hỏi số 3: After Ha had read some documents about Green Earth, she decided to join the organization. Ở đây chúng ta có một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Vậy thì mình có thể sử dụng phân từ hoàn thành cho cái động từ xảy ra trước, đó là động từ read. Vì vậy, cô trò mình nhận được having read some documents about green earth, và từ she phải thay thế bằng Hà, bởi vì không thì người ta không biết câu này đang nói về gì. Hà decided to join the organization. Đã đọc một số tài liệu về green earth, trái đất xanh, đúng không? Hà quyết định tham gia cái tổ chức này, là cái tổ chức Green Earth. And the next one, number 4. Since the farmers used too much chemical fertilizers on their farm, they now have to drink polluted water. Ở đây từ since
giống như câu trên, bằng với từ because. Ta nêu lên lý do. Bởi vì, đúng không? Bởi vì những người nông dân đã sử dụng quá nhiều phân bón hóa học ở trên nông trại, nên bây giờ thì họ phải uống cái loại nước ô nhiễm. Vậy thì cô cho mình sẽ rút động từ use chỉ lý do về dạng phân từ hoàn thành. Và mình sẽ thay thế they này bằng farmers để người đọc hiểu được là they là ai. Như vậy chúng ta thu được câu having used too much chemical fertilizers on their farm, the farmers now have to drink polluted water. Bởi vì đã sử dụng quá nhiều phân bón hóa học trên nông trại của mình, những người nông dân giờ đây phải uống nước ô nhiễm. Câu hỏi số 5. After she replaced all the light bulbs in her house with LED lights, she saved a lot of money on her electricity bills. Chúng ta có mệnh đề chỉ thời gian ở phía trước. Thế thì mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian nói rằng cái việc cô ấy đã thay thế những bóng đèn tròn bằng bóng đèn LED xảy ra trước. Sau đó hành động xảy ra sau là cô ấy tiết kiệm được rất là nhiều tiền điện. Như vậy, cô trò mình sẽ thay cái replace cho cái mệnh đề chỉ trạng ngữ chỉ thời gian bằng phân từ hoàn thành. Và mệnh đề phía sau chúng ta sẽ giữ nguyên. Như vậy, mình sẽ thu được câu having replaced all the light bulbs in her house with LED lights, she saved a lot of money on her electricity bills. Gì nhỉ? À, đã thay thế toàn bộ bóng đèn tròn trong nhà với bóng đèn LED. Bằng bóng đèn LED, cô ấy tiết kiệm được rất nhiều hóa đơn tiền điện, đúng không? Rất nhiều tiền trong hóa đơn tiền điện. Câu số 6 nào. Since we have become too dependent on the use of electricity, we have to find alternative sources of energy before fossil fuels run out. Từ since có nghĩa là bởi vì chúng ta đã trở nên quá là phụ thuộc, dependent on, là phụ thuộc vào, quá là phụ thuộc vào việc sử dụng điện, chúng ta phải tìm các nguồn năng lượng thay thế trước khi nhiên liệu hóa thạch bị hết, bị cạn kiệt. Như vậy, cô trò mình có rút gọn mệnh đề đầu tiên về phân từ hoàn thành để nêu lên lý do. Và mình sẽ thu được câu having become too dependent on the use of electricity, we have to find alternative sources of energy before fossil fuels run out. Vì đã trở nên quá phụ thuộc vào sử dụng điện, chúng ta phải tìm ra nguồn năng lượng thay thế trước khi nhiên liệu hóa thạch cạn kiệt. Câu hỏi số 7. Since the authorities had managed water resources irresponsibly, they had to deal with water shortages in the region. Từ since giống như ở trên, bởi vì, đúng không? Bởi vì các nhà chức trách đã sao? À, đã quản lý cái nguồn nước một cách vô trách nhiệm nên họ phải giải quyết vấn đề thiếu nước ở trong khu vực này. Bây giờ chúng ta sẽ rút cái mệnh đề đầu tiên về dạng phân từ hoàn thành để nêu lên lý do với động từ manage. Như vậy chúng ta sẽ có having managed và they ở phía sau thì thay bằng the authority để biết rõ câu này đang nói về ai. Cô cho mình thu được câu having managed water resources irresponsibly, the authorities have to deal with water resources shortages in the region. Vì đã quản lý nguồn nước vô trách nhiệm, những nhà chức trách phải giải quyết vấn đề thiếu nước ở trong vùng. Câu hỏi số 8. After we had read the stories about people who reduce their carbon footprint, we started to change our daily consumption habits. Ở đây chúng ta có mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian với liên từ after.
Như vậy, chúng ta có thể thu cái mệnh đề đầu tiên, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thành phân từ hoàn thành để nói rằng cái việc chúng tôi đọc những câu chuyện này xảy ra trước. Được chưa nào? Như vậy, câu trả lời mình có Having read the stories about people who reduce their carbon footprint, we started to change our daily consumption habits. Gì đây? À, đã đọc những câu chuyện về những người mà giảm cái dấu chân carbon của họ, nên chúng tôi bắt đầu thay đổi những cái thói quen sử dụng hàng ngày, tiêu thụ hàng ngày. Đấy nhỉ? À, cái carbon footprint là cái việc mà mình sử dụng năng lượng, đúng không? Tiêu tốn, lãng phí năng lượng. Câu hỏi số 9. Because the farmers had been told about the dangers of chemical fertilizers, they turned to biofertilizers. Ở đây là mệnh đề chỉ lý do. Nên chúng ta sẽ rút mệnh đề chỉ lý do, đúng không nhỉ? Mệnh đề chỉ lý do về phân từ hoàn thành. Và từ đây ở đây chúng ta sẽ thay bằng farmers. Như vậy thì câu trả lời mình có Having been told about the dangers of chemical fertilizers, the farmers turned to biofertilizers. Đã được kể về cái mối hiểm họa của phân bón hóa học, những người nông dân chuyển sang phân bón sinh học. Nêu lên lý do, đúng không? Bởi vì đã được nói như thế. Tiếp theo, câu số 10. After I finished all my homework, I watched my favorite film on TV. Ở đây, mình có trạng ngữ, đúng không? Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian với liên từ after. Vì vậy, chúng ta sẽ diễn đạt cái hành động finish này xảy ra trước bằng cụm phân từ hoàn thành. Và câu trả lời mình sẽ có Having finished all my homework, I watch my favorite film on TV. Đã làm xong tất cả bài tập về nhà, tôi xem bộ phim yêu thích của mình trên TV. Chúng ta chuyển sang nhóm câu hỏi từ 11 đến 20. Rewrite the sentences using perfect gerunds. Hãy viết lại câu sử dụng danh động từ hoàn thành. Câu số 11. Tanya had dumped a lot of rubbish on the beach. She was strongly criticized for that. Tanya đã ném rất là nhiều rác thải ở trên bãi biển. Cô ấy đã bị phản đối, đúng không? Đã bị criticize, phê bình chỉ trích mạnh mẽ về điều đó. Thế các em có nhớ không? Criticize for, phê bình, chỉ trích về điều gì. Và đây là một cấu trúc mà phía sau mình có thể cộng với danh động từ hoàn thành. Thế thì cô ấy bị phê bình, chỉ trích về việc gì em? À, về việc đã ném rất là nhiều rác lên bãi biển. Như vậy, chúng ta sẽ chuyển cái cụm had dumped này thành having dumped theo sau cụm criticize for. Và mình sẽ thu được Tanya was strongly criticized for having dumped a lot of rubbish on the beach. Tanya đã bị phê bình, đã bị chê trách rất là mạnh mẽ về việc đã ném rất nhiều rác lên bãi biển. Khi mà thu về thì nhớ là mình sẽ phải thay những cái đại từ bằng danh từ cụ thể, bằng danh từ riêng, nếu mà trong đó câu phía trước đó có danh từ riêng các em nhé. Câu số 12. Sam had not worked hard enough in his previous job. He regretted it. Sam đã không làm việc đủ chăm chỉ trong cái công việc trước của mình. Anh ấy đã rất là hối hận chuyện đó. Thế thì chúng ta có động từ regret. Phía sau mình có thể cộng với công thức của danh động từ hoàn thành. Và danh động từ hoàn thành ở đây là gì? À, về việc là đã không làm việc chăm chỉ, đã rất là hối tiếc về việc không làm việc chăm chỉ. Thế thì mình có having worked. Và not thì sẽ để trước cái having đó, nên chúng ta sẽ thu được Sam regretted not having worked hard enough in his previous job. Sam hối hận
đã không làm việc chăm chỉ trong công việc trước của mình. Câu số 13. Tony had rescued the kids from the fire. People admired him for that. Tanya đã giải cứu những đứa trẻ khỏi vụ cháy. Mọi người ngưỡng mộ anh ấy vì điều đó. Thế thì mọi người ngưỡng mộ ai? Ngưỡng mộ Tanya về cái việc là anh ta đã giải cứu. Được chưa nào? Vậy thì đây mình có giới từ for, nên các em có thể sử dụng danh động từ hoàn thành sau cái giới từ for này. Danh động từ hoàn thành chính là cụm having rescued. Vì vậy chúng ta sẽ thu được câu như sau: People admired Tony for having rescued the kids from the fire. Mọi người ngưỡng mộ Tony vì đã giải cứu bọn trẻ khỏi vụ cháy. Câu số 14. I have seen him before. I remember that. Tôi đã gặp anh ấy trước đây rồi. Tôi nhớ chuyện đó. Thế thì mình có động từ remember, có thể cộng với phân từ, danh động từ hoàn thành ở phía sau. Và danh động từ hoàn thành ở đây chính là having seen him. Đúng nhỉ? Having seen him. Vì vậy chúng ta thu được I remember having seen him before. Tôi nhớ việc đã gặp anh ấy trước đây rồi. Câu số 15. You've lied to us, the villagers said. The politician denied it. Những người trong làng, những người dân làng nói, đúng không? Ông đã nói dối chúng tôi. Nhà chính trị gia denied, chối cãi việc đó. Chối cãi việc gì đây? Chối cãi việc đã nói dối. Và đã nói dối ai các em nhỉ? Đã nói dối những người dân làng. Vì vậy chúng ta sẽ lấy danh động từ hoàn thành đứng sau động từ denied và thay us bằng the villager. Vì vậy chúng ta sẽ nhận được câu the politician denied having lied to the villager. Nhà chính trị gia chối cãi việc đã nói dối những người dân làng. Câu số 16. Thanh had forgotten to turn off the gas cooker before he left his house. He admitted that. Thanh đã quên turn off là tắt. Tắt bếp ga trước khi mà anh ấy rời khỏi nhà. Anh ấy đã thừa nhận việc đó. Thế thì anh ấy thừa nhận việc gì em nhỉ? Thừa nhận việc đã quên tắt bếp ga. Vì vậy chúng ta sẽ chuyển cái cụm had forgotten thành having forgotten đi theo sau động từ admitted. Và he mình sẽ thay bằng thành để nó là danh từ riêng xác định trong câu này. Vì vậy cô cho mình sẽ có thành admitted having forgotten to turn off the gas cooker before he left his house. Thành thừa nhận đã quên tắt bếp ga trước khi anh ấy rời khỏi nhà. Câu số 17. She raised $20,000 for wildlife protection. She was praised for that. Cô ấy đã huy động được 20.000 đô cho việc bảo vệ các loài động vật hoang dã. Cô ấy được tuyên dương về chuyện đó. Thế thì ở đây chính là cô ấy được tuyên dương về đã huy động được 20.000 đô. Vì vậy chúng ta sẽ có praise for sau giới từ, mình có thể sử dụng danh động từ hoàn thành cho từ raise, nên chúng ta sẽ nhận được câu she was praised for having raised $20,000 for wildlife protection. Cô ấy được tuyên dương vì đã huy động được 20.000 đô cho việc bảo vệ các loài động vật hoang dã. Câu số 18. Some scientists have not reported the effect of climate change. They are accused for that. Một số nhà khoa học đã không báo cáo cái tác động của việc thay đổi khí hậu. Họ bị buộc tội.
cáo buộc mà buộc tội về chuyện đó. Thế thì họ bị cáo buộc về chuyện gì em? À, ai bị cáo buộc nhỉ? Một số nhà khoa học bị cáo buộc vì đã không báo cáo, nên chúng ta sẽ chuyển cái have not reported thành not having reported, đúng nhỉ? Sau đặt sau giới từ for. Như vậy cô cho mình nhận được: some scientists are accused for not having reported the effect of climate change. Một số nhà khoa học bị cáo buộc vì đã không báo cáo những tác động của việc thay đổi khí hậu. Cô cho mình tiếp tục với câu hỏi số 19. The factory had dumped a huge amount of rubbish into the river. It was fined for that. Chúng ta thấy ở đây mình có câu nói về the factory. It ở đây chính là the factory. Được chưa nhỉ? Nhà máy thì đã đổ cái khối lượng rác rất là lớn xuống dòng sông và nhà máy đó bị phạt về chuyện đó. Thế thì cái từ for ở đây chính là một giới từ. Giới từ. Vậy khi mà kết hợp câu, cô cho mình có thể nói rằng nhà máy bị phạt vì đã đổ cái lượng rác rất là lớn xuống dòng sông, phải không nào? Như vậy thì cô cho mình sẽ dùng danh động từ hoàn thành cho câu này. Danh động từ hoàn thành cho cái cụm chỉ hành động had dumped. Như vậy thì chúng ta sẽ thu được: the factory was fined for having dumped a huge amount of rubbish into the river. Nhà máy bị phạt vì đã đổ cái lượng rác rất là lớn xuống dòng sông. Và câu hỏi số 20. He didn't keep his promise. He apologized for that. Anh ấy đã không giữ lời hứa. Anh ấy xin lỗi về điều đó. Thế thì anh ấy xin lỗi về điều gì em nhỉ? À, anh ấy xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Nên chúng ta sẽ chuyển cái động từ keep này thành danh động từ hoàn thành having kept và phủ định not having kept. Như vậy chúng ta sẽ có: he apologized for not having kept his promise. Anh ấy xin lỗi về việc đã không giữ lời hứa. Chúng ta cùng đi tiếp nhóm câu hỏi 21 đến câu hỏi số 30. Hãy chọn động từ đúng để hoàn thành các câu. Câu hỏi số 21 như sau. The story before, he didn't want to hear it again. Đã nghe câu chuyện trước đây rồi, nên là anh ấy không muốn nghe lại nữa. Tức là câu này đang nêu lên lý do bởi vì anh ấy nghe câu chuyện trước đây rồi. Như vậy khi diễn đạt một lý do, các em sẽ có thể dùng phân từ hoàn thành. Nghe nhỉ? Như vậy thì anh ấy đã nghe rồi, phân từ hoàn thành. Ở đây mình có này, hearing, phân từ hiện tại. Being heard, bị động của phân từ hiện tại. Having heard, phân từ hoàn thành. Having been heard, bị động của phân từ hoàn thành. Như vậy, cô cho mình có B, tức là chỉ cần phân từ hoàn thành thôi. Vì đã nghe câu chuyện trước đây rồi, anh ấy không muốn nghe nó lại nữa. Câu số 22. The money they started quarreling about how to divide. Tìm ra tiền, đúng nhỉ? Là tìm ra tiền, họ bắt đầu cãi nhau về việc chia nó như thế nào. Thế thì các em thấy rằng ở đây là hành động sao nhỉ? Hành động mà xảy ra liên tiếp, đúng nhỉ? Tìm ra thì họ bắt đầu cãi nhau, chứ không cần là phải là xảy ra trước, mà là hai hành động gối lên nhau. Tìm ra thì họ bắt đầu cãi nhau. Vì vậy mà cô cho mình thấy chỉ cần nói tới cái hành động mà xảy ra cùng thời gian với started thôi. Nên chúng ta có verb này là verb in để thể hiện, đúng nhờ? Để thể hiện rằng họ tìm ra tiền thì họ bắt đầu cãi nhau. Bây giờ cô cho mình có này, find là verb nguyên thể không được, đúng không? B là to find, để tìm ra, chỉ mục đích cũng không phải. Having found là phân từ hoàn thành, tức là đã tìm ra từ trước đấy. Còn finding là tìm ra thì họ bắt đầu cãi nhau cùng thời gian với động từ started. Vì vậy cô cho mình có đáp án D. Được chưa nào? Câu hỏi số 23. The house suddenly she found them smoking. Vào nhà một cách bất ngờ, cô ấy thấy họ hút thuốc, họ đang hút thuốc. Vậy các em thấy ở đây cũng là hai hành động, sao nhỉ? Cùng một thời gian, chứ không phải là hành động xảy ra trước, hành động xảy ra sau. Vào nhà thì cô ấy thấy.
Như vậy thì ở đây nó sẽ là một động từ ở dưới dạng verb in để nói về hành động cô ấy thực hiện cùng một song song cùng một lúc, song song cùng một cái thời điểm, cùng một thời gian với động từ found. Như vậy thì cô cho mình có entering, verb in này để thể hiện là cùng thời gian này. Enter, động từ nguyên thể thì không dùng được trong những câu như thế này. Entered là khi mà rút gọn của bị động được vào, đúng không nhỉ? Thế còn being entered thì không có be và cộng với verb nguyên các em nhé. Như vậy thì cô cho mình có đáp án A. Câu hỏi số 24. On the light, I was astonished at what I saw. Bật đèn lên, tôi bị sửng sốt những gì tôi nhìn thấy. Tôi bị sửng sốt bởi những gì tôi nhìn thấy. Thế các em sẽ thấy là hai hành động này cũng là hai hành động xảy ra liên tiếp trong cùng một khoảng thời gian. Đấy nhỉ? Cùng một khoảng thời gian. Vì vậy, mình cũng sẽ rút ở đây chỉ cần là verb in thôi để nói về hành động xảy ra cùng một thời điểm với cái động từ was astonished ở phía sau. Như vậy thì cô cho mình có này, turn verb nguyên, không phải đúng không nhỉ? Having turned là nói về một hành động mà xảy ra, đã xảy ra rồi, tức là từ trước đấy rồi, đúng không nhỉ? Tiếp theo, turning, cùng một khoảng thời gian, cùng một thời gian. Và having been turned nó là bị động của phân từ hoàn thành. Như vậy thì cô cho mình có đáp án C để nói về hành động mà xảy ra cùng một lúc, đúng không nhỉ? Bật đèn lên, tôi sửng sốt với những gì tôi nhìn thấy. Câu hỏi số 25. The museum, we decided to have lunch in the park. Ở đây là động từ visit, thăm viện bảo tàng. Chúng tôi quyết định là ăn trưa ở công viên. Thế thì các em thấy này, ở đây là có hai hành động, thăm viện bảo tàng và ăn trưa. Thế thì thăm viện bảo tàng phải là làm xong rồi, hoàn thành trước rồi thì chúng tôi mới ăn trưa ở công viên. Như vậy thì ở đây nó là đã xảy ra trước, đúng không? Đã xảy ra trước rồi. Vậy chúng ta cần một gì ở đây em? Cần một phân từ hoàn thành, đúng không? Phân từ hoàn thành hay chính là perfect participles, đúng không? Participles. Vậy thì đâu là phân từ hoàn thành các em? Having been visited. Cứ có be và cộng với phân từ 2 ở đây nó phải là bị động này. Bị động của phân từ hoàn thành, đúng không nhỉ? Tiếp theo, visiting thì lại là cùng một thời gian. Having visited, nó là phân từ hoàn thành đây rồi. Và visited thì nó lại là rút gọn của be động. Như vậy, cô cho mình có đáp án C. Đã thăm xong viện bảo tàng, chúng tôi quyết định ăn trưa ở công viên. Câu số 26. We were lost. He offered to show us the way home. Nghĩ rằng, cho rằng chúng tôi bị lạc nên là anh ấy đã đề nghị là chỉ cho chúng tôi đường về nhà. Được chưa nhỉ? Ở đây, anh ấy nghĩ là chúng tôi bị lạc nên là anh ấy chỉ đường cho chúng tôi về nhà. Thế thì cái việc anh ấy nghĩ chúng tôi bị lạc phải xảy ra trước rồi nên là anh ấy mới chỉ đường cho chúng tôi về nhà, được chưa nhỉ? Thế nên chúng ta sẽ cần một phân từ hoàn thành ở đây, phải không nào? Bây giờ này, having been thought, nó là cấu trúc bị động. Having thought là đã nghĩ, đã cho rằng chúng tôi bị lạc, được chưa nhỉ? Nó là phân từ hoàn thành để nói về một việc đã xảy ra. Thinking là cùng một thời gian, đúng không nhỉ? Nghĩ rằng chúng tôi về nhà cùng một thời điểm và đề nghị. Nhưng ở đây là phải đã nghĩ trước đấy thì mới đề nghị, đúng không? Và to think là chỉ mục đích. Như vậy thì cô cho mình có đáp án B, tức là đã nghĩ, đã cho rằng chúng tôi bị lạc nên anh ấy mới chỉ đường cho chúng tôi về nhà. Câu số 27. That she couldn't move it alone, she asked me to help her. Nhận ra rằng không thể tự mình chuyển nó được thì cô ấy đã nhờ tôi giúp đỡ. Thế các em có thể thấy là cô ấy nhận ra trước thì sau đấy cô ấy mới nhờ giúp đỡ sau. Như vậy cô cho mình cần có một phân từ hoàn thành trong trường hợp này, được chưa? Have realized thì lại là lớp nguyên thể của have đứng ở đầu, đúng không? Thế không được.
Tiếp theo, having been realized thì lại là cấu trúc bị động. Being realized cũng là bị động. Và having realized phân từ hoàn thành. Nên cô cho mình có đáp án D. Đã nhận ra không thể tự mình di chuyển được, nên là cô ấy nhờ tôi giúp đỡ. Hoặc là vì nhận ra, mệnh đề chỉ lý do để nói về nhận ra điều đấy từ trước. Câu số 28. The dog, he sat down to his own dinner. Và đây là động từ feed. Cho con chó ăn xong thì anh ấy ngồi xuống bữa tối của riêng mình. Thế là ngồi ăn bữa tối của riêng mình. Vậy ở đây cái việc mà cho chó ăn phải là hoàn thành rồi. Như vậy chúng ta sẽ cần một phân từ hoàn thành. Đúng nhỉ? Phân từ hoàn thành. Perfect participle. Đúng nhỉ? Perfect participle. Như vậy đâu là cấu trúc perfect participle em? À, nó phải là B đúng nhỉ? Having cộng phân từ 2. Còn ở đây A nó là cấu trúc bị động. Tương tự D cũng là bị động này. Còn feeding là cùng một lúc, cùng một thời gian cho chó ăn và anh ấy ngồi xuống đúng không nhỉ? Nhưng ở đây phải là xảy ra trước rồi, nên cô trò mình sẽ chỉ có đáp án B là đúng thôi. Câu hỏi số 29. The desalination plant, the company could offer an effective solution to the problem of water scarcity. Ở đây là gì? À, xây dựng được cái nhà máy khử muối thì công ty đã đưa ra được cái giải pháp rất là hiệu quả đối với vấn đề thiếu nước, vấn đề hiếm hoi, đúng không? Nước hiếm hoi. Thế các em sẽ thấy rằng ở đây cái việc xây dựng nhà máy phải là hoàn thành xong rồi thì công ty mới đưa ra được cái giải pháp hiệu quả, phải không nào? Hành động mà xảy ra trước rồi, nhấn mạnh rằng đã hoàn thành trước đấy rồi. Vậy chúng ta sẽ có một phân từ hoàn thành ở đây, đúng không? Perfect participle. Thế bây giờ đâu là cấu trúc của perfect participle em? To build là to verb này, chỉ mục đích, không phải. Cấu trúc của phân từ hoàn thành phải là having cộng verb phân từ 2, được chưa nhỉ? Thế mình sẽ loại ra được A này, loại ra được C này. Thế còn D và có B và build ở đây thì nó phải là bị động. Nhưng ở đây là gì? Công ty là người xây nên nó là chủ động. Vì vậy, cô cho mình có đáp án B. Câu hỏi số 30. The public praised the local farmers for millions of trees on the surrounding hills. Công chúng, dân chúng ca ngợi những người dân địa phương về việc, đúng không ạ? Về việc đã trồng hàng triệu những cái cây ở những cái quả đồi lân cận, quả đồi xung quanh. Thế các em sẽ thấy là for là giới từ. Và sau giới từ để nhấn mạnh một việc đã xảy ra, mình sẽ dùng danh động từ hoàn thành. Hay mình cần có một cấu trúc là having cộng phân từ 2 ở đây. Vì vậy chúng ta sẽ có đáp án D, được chưa nào? Thế còn đáp án B là bị động này, A thì lại là động từ nguyên mẫu, còn C ở đây thì nó sẽ là be cộng verb ing, là trong những cái dạng tiếp diễn, được nhỉ? Trong dạng tiếp diễn thì mới có xuất hiện be cộng với verb ing. Chúng ta chuyển tiếp từ nhóm câu hỏi số 31 tới câu hỏi số 35. Đâu là câu mà gần nghĩa nhất với câu gốc ban đầu? Câu số 31. Many species are threatened with extinction due to deforestation and loss of habitat. Rất nhiều loài đang bị đe dọa tuyệt chủng do có sự phá rừng và mất đi môi trường sống. Rất nhiều loài, nhỉ? Rất nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng do phá rừng và mất đi môi trường sống. Bây giờ câu A này. Deforestation and loss of habitat threaten many species so that they won't become extinct. Việc phá rừng và mất đi môi trường sống đe dọa nhiều loài. So that là gì nhỉ? Để mà chúng sẽ tuyệt chủng. Nhưng ở đây chỉ là gì? À, đang bị đe dọa tuyệt chủng chứ không phải là chúng chắc chắn sẽ tuyệt chủng, đúng không nhỉ? Nên câu này chưa hợp lý. Câu B này.
Many species lost their habitat because of deforestation and now they are extinct. Rất nhiều loài đã mất đi môi trường sống bởi vì phá rừng và bây giờ chúng tuyệt chủng rồi. Không, chúng nó mới có nguy cơ tuyệt chủng thôi, đúng nhỉ? Câu C, deforestation and loss of habitat are driving many species to the verge of extinction. Việc phá rừng và mất đi môi trường sống đang khiến cho rất nhiều loài đến bên bờ tuyệt chủng, tức là đang có nguy cơ bên bờ, the verge of là bên bờ chứ không phải là đã tuyệt chủng rồi. Nên câu này đang rất là hợp với nghĩa của câu ban đầu. Và câu D nào? Many species are extinct, so they run the risk of deforestation and loss of habitat. Rất nhiều loài bị tuyệt chủng, vì vậy chúng có nguy cơ, đúng không nhỉ? Run the risk of, là chúng có nguy cơ là phá rừng và mất đi môi trường sống. Thế thì không phải là chỉ có là đang có nguy cơ chứ không phải là đã tuyệt chủng, đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ có đáp án C cho câu hỏi số 31. Câu hỏi số 32. Motor vehicles running on petrol are responsible for a large amount of carbon dioxide emission. Những loại xe cộ mà chạy bằng xăng, đúng không? Phải chịu trách nhiệm về cái lượng khí carbon dioxide, về việc thải ra khí carbon dioxide. Bây giờ mình có này. Because of releasing a large amount of carbon dioxide, motor vehicles run on petrol. Bởi vì thải ra cái lượng carbon dioxide lớn nên là những chiếc xe phải chạy bằng dầu, chạy bằng xăng. Thế cái này thì không hợp logic của câu trên, đúng không nhỉ? Câu B nào? A large amount of carbon dioxide emission result from motor vehicles running on petrol. Một lượng lớn carbon dioxide, một lượng lớn khí thải carbon dioxide result from, là hậu quả từ những cái xe mà chạy bằng dầu, đúng không nhỉ? Chạy bằng xăng, chạy bằng dầu. Nên câu này đang hợp lý, đúng không nhỉ? Câu C nào? A large amount of carbon dioxide emission causes motor vehicles to run on petrol. Một lượng lớn khí thải carbon dioxide gây ra hoặc là khiến cho những chiếc xe phải chạy bằng xăng. Thế thì cũng không phải, đúng không? Không phải. Và câu D nào? Emitting a large amount of carbon dioxide if one of the response is one of the responsibilities of motor vehicles running on petrol. Thải ra lượng carbon dioxide lớn là một trong những trách nhiệm của những cái xe mà chạy bằng xăng. Như vậy thì chúng ta thấy trong số các câu ở trên thì câu B là hợp nhất, đúng không nhỉ? Câu B là hợp nhất, tức là nó chính là gây ra, đúng không? Cái lượng khí chính là gây ra bởi những cái xe mà chạy bằng xăng. Câu hỏi số 33. Global warming has proven truly catastrophic for the environment. Việc nóng lên toàn cầu đã thể hiện là rất là thảm họa đối với môi trường, đã chứng minh rất là thảm họa, là một hiện tượng thảm họa đối với môi trường. Bây giờ đáp án A này. The environment has been made catastrophic by the global warming. Môi trường đã rất là thảm họa bởi việc nóng lên của toàn cầu. Nhưng đây là gì? Cái việc nóng lên của toàn cầu là thảm họa cho môi trường chứ không phải ngược lại, đúng không nhỉ? Câu này đang bị ngược nghĩa. Câu B nào? It is true that global warming is catastrophic caused by the environment. Sự thật là cái việc ấm lên của toàn cầu là thảm họa gây ra bởi môi trường. Không phải, đúng không nhỉ? Mà đang là hại cho môi trường cơ. Câu C nào? It has been proven that global warming is harming to environment. Người ta đã chứng minh rằng cái việc ấm lên toàn cầu thì đang có hại cho môi trường. Đây, câu này đang hợp lý theo logic của câu đề, đúng không ạ? Và câu cuối cùng, the environment has been truly dangerous because of global warming. Môi trường đang thực sự là nguy hiểm bởi vì ấm lên toàn cầu. Thế thì không phải là môi trường nguy hiểm, đúng không ạ? Như vậy thì cô cho mình có đáp án C
hợp lý nhất. Câu số 34. The alarming rate of deforestation result in damage to the quality of the land. Cái tỷ lệ phá rừng đáng báo động dẫn đến việc phá hủy chất lượng đất. Mình có làm result in là dẫn đến hậu quả. Bây giờ này, câu A. It is alarming that deforestation damages the quality of the land. Đáng báo động là việc phá rừng đang hủy hoại nhỉ? À, đang hủy hoại cái chất lượng của đất. Thế chúng ta sẽ thấy là ở đây là người ta nói là cái tỷ lệ đáng báo động, đúng chưa? Tỷ lệ đáng báo động. Thế thì cô cho mình thấy đáp án này cũng chưa truyền tải được hết cái ý của câu đầu. Câu B nào. The qualities of the land deteriorates as the result of the alarming rate of deforestation. Cái chất lượng của đất bị suy giảm là kết quả của cái mức độ, đúng không nhỉ, phá rừng đáng báo động. Thế các em sẽ thấy là nó chính là theo logic của câu trên, đúng không nhỉ? Câu trên đang là cái mức độ phá rừng đáng báo động thì gây ra hậu quả là phá hủy cái chất lượng của đất. Thế thì ở đây là gì? Chất lượng của đất nó xấu đi là kết quả của việc tốc độ phá rừng đáng báo động, đúng không nhỉ? Thế nó sẽ theo đúng logic của câu trên nên câu B đang chấp nhận được. Câu C nào. The alarming rate of deforestation result from damage to the qualities of the land. Cái mức độ phá rừng đáng báo động thì là kết quả của việc phá hủy chất lượng của đất. À, thế này thì không theo logic, đúng không nhỉ? Và câu D. The damage to the qualities of the land is to blame for the alarming rate of deforestation. Việc phá hủy chất lượng đất là đổ lỗi cho cái tốc độ phá rừng rất đáng báo động. Thế thì không phải, phải không nào? Như vậy thì cô cho mình có đáp án B, nó truyền tải đúng nghĩa của câu đề ban đầu. Câu hỏi số 35. Not many people are aware of the dangers of plastic bags to the environment. Không có nhiều người nhận thức được cái mối nguy hiểm của túi nhựa đối với môi trường. Không nhiều người biết được điều đó. Câu A nào. People are totally unaware of the dangers of plastic bags to the environment. Mọi người hoàn toàn không biết. Như vậy thì không phải là mọi người hoàn toàn không biết, chỉ là không nhiều người thôi, ít người thôi, đúng không nào? Câu B. People are fully aware of the dangers of plastic bags to the environment. Thì mình lại không phải là nhận thức đầy đủ, không phải tất cả mọi người, nên nó sai ở fully aware. Câu C nào. The dangers of plastic bags to the environment came to the attention of only a few. Cái mối nguy hiểm của túi nhựa đối với môi trường thì chỉ gây sự chú ý của vài người thôi, của ít người thôi. Nên câu này đang có logic, không nhiều, tức là bằng với ít, vài. Và câu D. It is time that people were aware of the dangers of plastic bags to the environment. Thì cấu trúc it is time, tức là đã đến lúc mọi người phải biết được. Thế thì không phải, đang nói tới số lượng là ít người, không nhiều người. Như vậy, cô cho mình có đáp án C. Chúng ta chuyển đến nhóm câu hỏi cuối cùng, đó là từ câu hỏi số 36 đến câu hỏi số 40. Cô cho mình sẽ chọn ra xem đâu là cách mà kết hợp câu hợp lý nhất. Câu số 36. The company had dumped large amounts of waste into the river. It was strongly criticized for that. Câu này có quen không các em? À, công ty đã ném rất là cái lượng rác thải rất là lớn xuống dòng sông. Và công ty này đang bị phê bình, đang bị chỉ trích mạnh mẽ về việc đó. Được chưa nào? Thế chúng ta có này. Câu A. Having been strongly criticized, the company had dumped large amounts of waste into the river. Vì đã bị phê bình mạnh mẽ nên công ty này ném rất nhiều rác xuống dưới dòng sông. À, không phải, đúng không nhỉ? Ở đây là nguyên nhân là ném cơ. Được chưa nhỉ? Tiếp theo.
The company had dumped large amounts of waste into the river, which was strongly criticized. Công ty này đã ném lượng rất là nhiều rác xuống dòng sông. Điều này đang bị phê bình mạnh mẽ. Nhưng ở đây là đang nêu lên cái việc phê bình mạnh mẽ là việc chính chứ không phải là mệnh đề phụ, nên câu này cũng không hợp lý. Câu D nào, câu C. Dumping large amounts of waste into the river is critical to the company's strength. Việc vứt một cái lượng rác rất là lớn xuống dòng sông là quan trọng, đúng không? Là rất là quan trọng đối với sức mạnh của công ty này. Cái này thì sai nghĩa hoàn toàn. Và D nào, the company was strongly criticized for having dumped large amounts of waste into the river. Công ty bị phê bình, bị chỉ trích mạnh mẽ vì đã ném rất là nhiều rác, cái lượng rác rất là lớn xuống dòng sông. Vậy ở đây chính là cách dùng à, danh động từ hoàn thành khi theo sau cấu trúc for, nên cô cho mình có đáp án D, vừa đảm bảo cấu trúc ngữ pháp và vừa đảm bảo được nội dung. Câu số 37. Electronic devices use energy. They do it even when they are turned off. Những thiết bị điện sử dụng năng lượng. Những thiết bị này vẫn sử dụng năng lượng, đúng không? Vẫn làm việc đó thậm chí là khi chúng được tắt đi. Thế chúng ta sẽ thấy là câu A nào. Even when turned off. Electronic devices use energy. Thậm chí là khi bị tắt đi rồi thì những thiết bị điện sử dụng điện, đúng không? Vẫn sử dụng năng lượng. Câu này cũng theo đúng logic, đúng không? Câu B nào? Electronic devices use energy unless they are turned off. Những thiết bị điện sử dụng năng lượng nếu nó không, unless là nếu không bị tắt đi, thì câu này sai. Câu C. Because of their energy use, electronic devices are turned off. Bởi vì sử dụng năng lượng nên những thiết bị điện bị tắt đi, thì câu này không phải, đúng không? Và câu D. In spite of their energy use, electronic devices are turned off. Mặc dù sử dụng năng lượng nhưng thiết bị điện được tắt đi, thì câu này cũng không phải. Như vậy thì cô cho mình có đáp án A là đáp án duy nhất mà đúng theo nội dung của câu đề bài. Câu hỏi số 38. There are some ways to help reduce global warming. Cutting down energy use is one of them. Có vài cách để giúp giảm cái việc nóng lên của toàn cầu, và giảm cái việc sử dụng năng lượng là một trong số đó, tức là một trong số các cách đó. Câu A nào? Cutting down energy use is the only way to reduce global warming. Cắt giảm việc sử dụng năng lượng là cách duy nhất. The only way. Thế thì không phải rồi, không phải cách duy nhất, chỉ là một trong số thôi, đúng không nhỉ? Câu B nào? Global warming is among many ways to cut down energy use. Việc ấm lên của toàn cầu là nằm trong nhiều cách để cắt giảm năng lượng. Không phải, đúng không? Không phải ấm lên của toàn cầu là cách ở đây. Và câu C, helping reduce global warming is a way to cut down energy use. Giúp giảm ấm lên toàn cầu là một cách để giảm cái sử dụng năng lượng. Cũng không phải, đúng không nhỉ? Và câu D, cutting down energy use is one of the ways to reduce global warming. Cắt giảm việc sử dụng năng lượng là một trong những cách mà giảm cái việc ấm lên của toàn cầu. Vậy thì câu này hợp lý. Như vậy thì cô cho mình có đáp án D. Câu số 39. Jonas had come up with a way to help save energy use in class. His classmate admired him for that. Jonas đã nghĩ, come up with là nghĩ ra. Nghĩ ra được một cách để giúp tiết kiệm năng lượng sử dụng trong lớp học. Các bạn cùng lớp ngưỡng mộ anh ấy về điều đó. Ngưỡng mộ về điều gì em? Về việc mà anh ấy đã nghĩ ra cái cách mà sử dụng tiết kiệm năng lượng, đúng không? Câu A này, having come up with a way to help save energy use in class, his classmate admired Jonas. Đã nghĩ ra một cách để tiết kiệm năng lượng, bạn của anh ấy. Thế thì nếu mà nói như thế này thì
cái người nghĩ ra lại là bạn cùng lớp của anh ấy, ngưỡng mộ anh ấy, đúng không? Thì người nghĩ ra lại là bạn cùng lớp, tức nó phải có cùng chủ ngữ ở đây, nên câu này không được. Câu B, having come up with a way to have saved energy using class, Jonas earned his classmate admiration. Đã nghĩ ra một cách để tiết kiệm năng lượng sử dụng trong lớp. Jonas, như vậy thì ở đây Jonas chính là người nghĩ ra, đúng không? À, có được cái sự ngưỡng mộ của các bạn trong lớp. Thì câu này đang hợp lý này. Câu C nào. Jonas admired his classmate for having come up with a way to have saved energy using class. Jonas ngưỡng mộ các bạn ở trong lớp. Thế thì câu này nó bị ngược, đúng không? Và câu D, being admired by his classmate, Jonas come up with a way to have saved energy using class. Được ngưỡng mộ, được các bạn trong lớp ngưỡng mộ, thì Jonas đã nghĩ ra một cách để giúp tiết kiệm năng lượng. Thế thì không phải, ở đây là gì? Nghĩ ra trước rồi mới được ngưỡng mộ sau, chứ không phải là được ngưỡng mộ xong mới nghĩ ra. Như vậy, cô Trầm mình có đáp án B là đáp án đúng duy nhất cho câu này. Câu cuối cùng, câu số 40. Sarah's classmate said that she littered on the school yard. She denied it. Bạn cùng lớp của Sarah nói rằng cô ấy đã vứt rác ở sân trường. Cô ấy chối cãi việc đó. Thế thì cô ấy chối cãi việc gì? À, chối cãi việc đã vứt rác ở sân trường, phải không nào? Câu A nhé. Sarah denied having littered on the school yard. Sarah chối cãi việc đã vứt rác ở trên sân trường. Nên câu này đang hợp lý này. Và câu B. Sarah denied her friends littering on the school yard. Sarah chối cãi việc bạn cô ấy vứt rác. Không phải, đúng không? Câu C nào. Having littered on the school yard, Sarah's classmate denied it. Đã vứt rác trên sân trường, bạn của Sarah chối cãi. Không phải, đúng không? Không phải bạn của Sarah chối cãi mà Sarah chối cãi cơ. Và câu D. As Sarah denied it, her classmate said that she littered on the school yard. Vì Sarah chối cãi nên bạn cô ấy nói rằng cô ấy đã vứt rác. Câu này cũng không hợp lý. Như vậy, câu duy nhất hợp lý ở đây chính là đáp án A. Và như vậy, cô trò mình đã chữa toàn bộ ngữ pháp của unit số 6. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài giảng sau.